với chiến lược của mình và mình đã lái phát. Wow, rất là lâu rồi mình mới quay trở lại với các bạn. À, lần này mình quay trở lại và muốn giới thiệu cho các bạn một cái công trình mình và team vừa mới hoàn thành xong, thuộc dự án Felix and Vista ở quận 2, ở đường Lê Hiền Mai quận 2. Cái dự án này đang rất là hot, thì mình mời các bạn theo chân mình lên trên đó để xem một cái căn hộ mình mới hoàn thành xong nhé. Chúng ta đang ở Felix and Vista. Đây là một cái chung cư thuộc chủ đầu tư của Capland. Sau đây thì Lai sẽ giới thiệu cho các bạn một cái căn hộ mà Lai mới hoàn thành xong. Cái căn hộ này thì Lai thiết kế theo phong cách Taiwan mix modern. Cái tông màu chủ đạo của cái căn hộ này đó là trắng đen, và mình có mix một chút xíu màu kem ở đây. Căn hộ này có một cái điểm đặc trưng rất là lớn. Cái phòng khách thì trải dài từ cái phần cửa ra vào đến phần ban công. Cái khu bàn ăn mình sẽ xài một cái bàn 2m, gồm 3 cái ghế và một cái ben ngồi áp tường. Thì thay vì 6 cái ghế thì mình xài 3 cái ghế thôi. Phía bên kia mình làm một cái ben áp tường để cho gì nhìn trông nó lạ hơn, trông nó không có theo một cái nguyên tắc nào cả. Cái phần bàn ăn bên này mình có thiết kế ra một cái đèn, nó rất là đặc biệt. Tức là mình gồm có 2 cái bóng và một cái phần để cây treo xuống như vậy. Thì các bạn có thể thấy là những cái đèn như vậy thì rất là ít thấy ở bên ngoài, tại vì cái này mình đã sản xuất theo cái thiết kế của mình. Đây là cái hệ tủ giày. Cái hệ tủ giày ở đây thì mình làm full cao full trần để mình tận dụng hết được cái diện tích tối đa. Cái phần ánh sáng của cái căn hộ này các bạn có thể thấy là mình dùng ánh sáng nhấn khá là nhiều. Mình mix giữa ánh sáng màu vàng và màu ánh sáng màu trung tính để tạo cho cái căn hộ nó có nhiều cái gam màu, nó có nhiều cái sắc độ ánh sáng, cảm giác nó sẽ chill hơn. Mình có làm một cái gương ở đây, thì trước khi ra khỏi nhà thì mình sẽ soi gương đi ra khỏi nhà. Đây cũng là một cái hệ tủ nữa, tại vì căn hộ mà các bạn biết là căn hộ thì thường thường chủ nhà cần khá là nhiều cái diện tích để đồ, thì mình đã làm một cái tủ để đồ ở đây. Đó, thì đây là cái bàn ăn, và bây giờ mình sẽ đi vô phần phòng khách. Cái phòng khách á, thì gồm có một cái hệ kệ tivi. Giữa cái mảng tivi và cái mảng tủ giày thì sẽ là một cái đàn. Và bên trên thì mình có decor một số cây xanh. Các bạn có thể thấy cái sofa này mình dùng một cái sofa một vế rất là lớn. Cái sofa này là một cái sofa điện, thì có thể nâng đỡ cơ thể. Đó. Ngoài cái vấn đề thẩm mỹ thì Lai còn rất là quan tâm đến cái phần công năng sử dụng, khi sử dụng của cái những cái đồ vật ở trong cái căn hộ này nữa. Đây là hai cái bàn trà mình muốn giới thiệu cho các bạn. Hai cái bàn trà này mình làm bằng sợi thủy tinh, và cái mặt là cái mặt đá tự nhiên tia chớp màu đen. Sau lưng sofa là một cái mảng ốp bằng kính trà. Cái mảng này nó vượt khổ, cho nên là cái lúc mà để đưa cái mảng này lên công trình á, thì tất cả mọi người đều nói là không thể được, tại vì cái kích cỡ nó rất là lớn. Nhưng mà mình đã có cái cách, phương pháp để mình đưa cái tấm kính này. Các bạn có thể thấy nó là nguyên một tấm kính rất là lớn. Mình chắc chắn là không có một căn hộ nào có thể ốp được một cái mảng kính lớn như vậy. Nhưng mà mình đã đưa được cái mảng kính này lên đây, và mình đã sử dụng để ốp sau cái sofa, cái phần này. Rồi, bây giờ mình sẽ vào khu bếp nha. Khu bếp thì mình làm hình chữ L. Đó, thì gồm có bếp từ ở đây, bồn rửa ở đây. Cái phần mặt dựng bếp á, thì mình ốp gạch vẩy cá. Gạch vẩy cá để trang trí. Mình có hắt led ở đây để tạo cho cái bếp trông rất là sáng. Đây là cái hệ tủ mà bao tủ lạnh. Thì gồm tủ lạnh này, rồi cái tủ đồ khô này. Đó, vào phòng làm việc nhé. Đây là phòng làm việc. Thì phòng làm việc thì mình có một cái bàn làm việc này, một cái armchair này, và một cái phần tivi tranh. Tivi tranh có nghĩa là gì? Cái khi mà không sử dụng ấy, nó là một bức tranh.
Còn cái khi sử dụng thì nó là vẫn là một cái TV bình thường. Thì mình muốn giới thiệu cho các bạn cái armchair ở đây. Đây là một cái armchair điện mà mình muốn giới thiệu cho các bạn. Thì khi mà mình cắm điện vào á, thì mình có thể relax được với nó này. Ok, bây giờ mình sẽ qua phòng ngủ nhỏ của cậu con trai. Hello, mình muốn giới thiệu cho các bạn phòng ngủ nhỏ của cậu con trai. Thì cậu con trai mình đã thiết kế khá là nhiều màu sắc chút xíu. Mình có ốp một cái lớp, một cái mảng ốp vào đây. Mình có bọc da để khi mà mình lỡ mình có va phải thì nó sẽ không có đau. Cái giường mình làm rất là thấp. Cái giường mình đã làm rất là thấp. Để gì? Để khi mà ngủ á, lỡ cậu ấy có lăn á, thì có lăn xuống thì cũng không sao. Tại vì ở đây mình đã có một lớp đệm rồi. Đó. Cái phòng ngủ nhỏ này gồm có tủ quần áo này, giường này, và cái hệ kệ trang trí decor ở đây này. Cái tủ quần áo này là cái tủ cánh lụa. Ở đây mình có dán một cái bức tranh dán tường để trang trí hình galaxy vũ trụ. Đây là cái phần kệ. Phần kệ này mình xài bằng chất liệu là MDF sơn 2K bóng mờ. Đây là phòng ngủ master, bây giờ mình sẽ giới thiệu cho các bạn. Đi theo mình nhé. Phòng ngủ master thì mình đã xài một cái giường 1m8. Cái giường thì mình xài cái giường có hộc kéo hai bên này để mình để đồ này. Đó. Cái phần đầu giường mình ốp một lớp vải, lớp bọc vải, và mình có hắt đèn để trang trí. Một trong những cái điểm đặc trưng của cái phòng ngủ này đó là cái bàn trang điểm và cái gương. Thì mình đã nhấn bằng một cái gương hình bán nguyệt ở ngay đầu giường và mình đã hắt led ở trong đó, thì sẽ tạo một cái gì đó rất là đặc biệt trong cái thiết kế lần này. Ngoài ra thì mình có xài một cái tủ tivi. Tivi thì mình treo tường, mình một cái tác đầu giường ở bên này. Và đây là cái hệ tủ quần áo này. Hệ tủ quần áo thì mình xài hệ tủ quần áo chữ L. Đó. Cái phần tường của cái phòng này mình đã dán bằng giấy dán tường hết toàn bộ.